lễ cất nóc dự án khu phức hợp MT Smart City đã chính thức diễn ra, vượt tiến độ cam kết 2 tháng. Được khởi công vào tháng 12 năm 2021, trước những khó khăn biến đổi khó lường của thị trường bất động sản, MT Smart City là một trong số ít các dự án đảm bảo đúng tiến độ cam kết với khách hàng. Lễ cất nóc sớm hơn kế hoạch không chỉ minh chứng cho uy tín tiềm lực của chủ đầu tư, mà còn thể hiện sự phối hợp chặt chẽ chuyên nghiệp của đơn vị phát triển Rioland, tổng thầu xây dựng Phước Thành, tư vấn thiết kế Green Design, giám sát thi công SCQC2, cùng với sự đồng hành nỗ lực làm việc miệt mài ngày đêm của đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm. Ngay sau lễ cất nóc, tổng thầu xây dựng Phước Thành và các đơn vị đối tác sẽ tập trung để hoàn thiện bên trong căn hộ, tiện ích nội khu và dự kiến bàn giao căn hộ cho khách hàng vào quý 4 năm 2024.